Thưa sư, nếu mỗi người có mong muốn giác ngộ giải thoát càng sớm càng tốt thì nên hồi hướng đến quả vị A-la-hán hay độc giác Phật ạ? Con cảm ơn sư. Thì quý vị đã biết rồi nhé. Độc giác thì hai A Tăng kỳ 100.000 đại kiếp. A-la-hán mà cỡ như Thượng Thủ Thinh Văn, cỡ như Ngài Mục Kiền Liên Xá Lợi Phất thì là một A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, tức là thời gian giảm một nửa. Còn A-la-hán có biệt hạnh á, là chỉ cần 100.000 đại kiếp, tức là bỏ luôn một A Tăng kỳ, là mình bỏ luôn cái số, mình chỉ lấy số lẻ thôi, là 100.000 đại kiếp. Còn A-la-hán thường á, A-la-hán thường thì không có con số xác định. Tức là mình nỗ lực thì mình có thể chứng đắc càng sớm càng tốt. Cho nên là tự sư đưa ra cái thời gian như thế thì quý vị đã có câu trả lời rồi. Tại vì mình muốn giải thoát càng sớm càng tốt. Mà sư nói theo ý kiến cá nhân của sư ha, thì nếu như muốn giải thoát càng sớm càng tốt thì nên nguyện như vậy. Mong cho cái quả báo phước báo mà con đã làm từ đời vô thủy cho đến hiện nay thì giúp cho con mau chứng đắc đạo quả càng sớm càng tốt, bất kỳ đạo quả nào, cái nào cũng được. Thì như vậy nếu như mà mình đủ phước để chứng A-la-hán tam minh lục thông thì mình sẽ chứng được A-la-hán tam minh lục thông. Nếu mình đủ phước để chứng A-la-hán thường thì mình sẽ chứng A-la-hán thường. Nếu mình đủ phước, thậm chí xuống nữa, mình đủ phước mình chứng sơ quả Tu Đà Quờn thì mình cũng sẽ được sơ quả Tu Đà Quờn. Tức là miễn làm sao mà con vô được dòng thánh là được rồi nha, càng sớm càng tốt, cho cái quả chỗ càng sớm càng tốt là ok. Thì đó là lời khuyên của sư. Và không biết là Đại Đức Đại Tường có bổ sung gì hay không hay là cho qua. Để bổ sung thêm nữa. Bổ sung thêm. Kính thưa, rất kính thưa quý vị, thì sư có một điều á mà muốn cho quý vị lưu tâm nha, là cái câu nguyện á mà của Đức Hạnh Tuệ quý vị nên ghi nhớ nha. Thì thật sự cái câu nguyện của Đức Hạnh Tuệ là cũng giống thật sự á. Này sư nói thật lòng chứ không phải là trên trên live rồi sư thấy Đức Hạnh Tuệ nói nguyện như vậy sư nói giống đâu, thật sự là gì, bản thân sư cũng vậy. Sư nguyện cũng tương tự như Đức Hạnh Tuệ đó. Đó là nhanh nhất đó theo sư nha, bản thân sư theo sư đó là nhanh nhất, chứ không sư không có nói là theo sư, chứ không phải sư nói là dựa vào trong kinh điển gì hết đó. Cho nên là sư hoàn toàn đồng ý với quan điểm với câu nguyện của Đức Hạnh Tuệ, và sư cũng nguyện tương tự như vậy. Ở đây thì sư xin bổ sung thêm vấn đề này, tại vì ở đây vấn đề quý vị hỏi á, là mong muốn giải thoát càng sớm càng tốt, thì quý sư đã đưa cái quan điểm quý sư ra là như vậy để cho quý vị hiểu. Còn ở đây quý vị có hỏi là hướng đến quả A La Hán hay Phật độc, hay là độc giác Phật. Quý vị, độc giác Phật là căn rồi nha, đối sư là căn á, đối sư là sư không dám nguyện Phật độc giác rồi đó, tại vì đối sư là Phật độc giác, sư không nổi, thấy bản thân sư không nổi có thể. Rồi A La Hán có nhiều vấn đề nữa vị. A La Hán mà thí dụ quý vị đòi tu a hi bích khú phải không, gọi là A La Hán là thượng thủ đó, giống như là Đức Hạnh Tuệ có nói đó, và La Hán tam minh lục thông tứ đại phân tích đó, thì cần nhiều thời gian nữa. Còn A La Hán, những cái trường hợp A La Hán đặc biệt nữa, A La Hán mà đệ nhất, ví dụ đệ nhất về tuổi thọ, đệ nhất về có giọng thuyết pháp hay, đệ nhất về biện giải đó, rồi những vị A La Hán mà giống như đệ nhất tài lộc ngày sau siêu lý đó, thì cái thời gian huân tập nó lại cần nhiều đòi hỏi nữa. Mà ở đây sư gọi ngắn gọn nhất là những vị A La Hán gọi là đặc biệt đó, đúng không? Cho nên là trước khi kết thúc câu trả lời này, một lần nữa sư nhấn mạnh đối với bản thân quý sư đây, bản thân sư sư đây và sư Hạnh Tuệ, là có nói về cái câu mà gọi là mong muốn giác ngộ mà giải thoát mà gọi là càng sớm càng tốt đó. Thì đó đó là cái câu mà sư và Đức Hạnh Tuệ đều hướng đến như vậy, đúng không? Còn quý vị hỏi là mong muốn giải thoát còn càng sớm càng tốt, mà quý vị hướng đến độc giác hay là những vị A-la-hán gọi là đặc biệt đó,
thì sư e là quý vị sẽ đòi hỏi nha, đòi hỏi quý vị sẽ cần phải làm nhiều công hạnh hơn trong sư tử luân hồi hơn đó. Cho nên là quan trọng là tùy quý vị nghe cái phần vấn đáp của quý sư đây, quý vị cho mình cái chọn lựa đúng đắn nhất để quý vị chọn cho mình cái con đường nào nhanh nhất. Dạ, xin kết thúc phần trả lời câu hỏi ở đây. Thưa quý vị, dành cho những ai mới chưa mới lần đầu đến kinh hoặc là mới thấy, thì xin thưa là có một hoặc là vài người cứ nhè những cái buổi live stream để tới xin tiền. Xin thì những trường hợp mà sư không hiểu tại sao mà mẹ của họ vừa mới mất. À, mình đi làm ở xa, xin tiền mà mẹ mất từ hồi tháng trước cho tới tháng bây giờ vẫn chưa có về được quê, tội nghiệp hết sức. Từ mấy tháng trước cho tới bây giờ vẫn chưa về được quê, hết sức tội. Thậm chí từ hồi năm ngoái tới bây giờ vẫn chưa về được quê mà cứ đi xin hoài hà. Nó lạ lắm. Thành ra là những trường hợp như vậy thì thôi. À, sư đành ngậm ngùi chia tay bằng cách là tiễn ra khỏi kênh. Tại vì sư không hiểu mẹ làm sao mà mất từ hồi năm ngoái tới bây giờ mà lần nào lên cũng xin tiền hết trơn á, nó ngộ ngộ dữ lắm. À, mà quý vị biết là có khi là họ chửi sư á, họ chửi là làm sao mà làm tu sĩ mà không có lòng từ bi. À, mẹ người ta mất, người ta xin tiền về quê cũng không có cho nữa. Thì sư nhắn lại sư hỏi là rồi sao mẹ mất phải không, gửi sư cái tờ giấy báo tử nha. Họ lặng luôn, họ lặng luôn. Rồi sau này cách đâu thêm cách vài tháng thì họ lại tiếp tục xin là mẹ vừa mất. Thì sư không hiểu, khó hiểu quá nha. Thế gian này đôi khi chúng sanh rất là vô tư vô tâm, vô tâm đến mức mà đợt trước bị một lần rồi nha, bị dính phốt một lần rồi mà lần này vẫn quên mà đi tiếp tục. Họ nhắn tin nữa chắc có lẽ nhắn hàng loạt, cứ canh ai livestream thì cứ nhảy lên thôi, rồi dính đâu được thì dính. Thì tại sao sư phải nói để sư báo để quý vị lần sau mà có đi xem livestream ở những cái kênh khác mà quý vị thấy cứ cái kịch bản cũ cứ lặp đi lặp lại thì quý vị hiểu là trường hợp này mẹ mất nhiều năm rồi mà vẫn chưa về được quê. Rồi chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo. Quý vị thông cảm ha, tại vì màn hình á nó cách hơi xa thành ra mỗi lần sư phải ngó tới ngó lui.